Rồi chào bà con nha, hôm nay giới thiệu bà con cái sườn K7O7 là đẹp như trong thùng luôn bà con. Quá là đẹp luôn, K7O7 đẹp như trong thùng bà con ơi. Quá là đẹp luôn, ốc tác máy rồi nè. Đẹp như trong thùng. Bà con không có máy rồi bà con. Sơn là bóng cái nào con, bóng hới nước sơn luôn. Nó này chưa chạy nhiều bà con, nó đẹp như trong thùng luôn, quá đẹp luôn nè. Không khác nào thùng luôn bà con, lưỡi xới đồ. Alo. Nói đi anh. Đúng rồi. Số 49 quốc lộ 1 phường 7 Sóc Trăng anh. Đúng rồi, phường 7 Sóc Trăng. Rất đẹp bà con ơi, nước sơn lóc còn xanh dờn luôn nè. Con này mới trong thùng, bánh xe mới chắc mà con. Mới trong thùng luôn nè, quá đẹp luôn. Nè, từ bộ lon tán còn mới rồi nè, đẹp cực kỳ bà con ơi, mới chát luôn. K7O7 nha, là lốc bát của Hoàng Sới nè. Bà con mua con này là xài Thiên Thu rồi, vẫn còn đẹp cực kỳ luôn, quá đẹp. Coi ốc bát lắp slack nè, quá đẹp luôn, đẹp như trong thùng bà con ơi. O7 K7 quá đẹp luôn. Đẹp cực kỳ. Alo. Nghe anh ơi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bến Lức Long An anh. Bến Lức Long An. Dạ, giác cho mình tránh đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Không hết, bắn bỏ hết rồi thôi. Dạ, 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 dạ. Đây, ốc tán là đẹp cực kỳ bà con. Nó còn 7 màu luôn à. Quá đẹp bà con ơi. Lát đồ còn mới như trong thùng luôn. Quá đẹp bà con ơi. Quá cực kỳ đẹp luôn à. Trên là đẹp hơn nè con. Con này bên Nhật ít xài nữa nè, nắp nước còn muốn hới, nước xanh còn luôn nè. Nước xanh còn luôn mà con. Con này bên Nhật ít xài nữa nè. Đẹp cực kỳ. Mới gì trong thùng. Hai con nào cũng đẹp chứ nha bà con. O7 K7. Hai con nào cũng đẹp chứ. Quá đẹp bà con ơi. O7 K7. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Dẹp từ con mùi lon bà con. Quá đã luôn. Con là có nhu cầu alo à, 0886356707. Ốc ác còn xanh dờn rồi con, nước sơn còn xanh mung luôn. Quá đẹp. Đẹp mung luôn bà con ơi. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đẹp cực kỳ. Hôm nay về là khỏi chê rồi. Bánh bỏng mà mới chát mà con. Quá đẹp luôn. Rồi bà con là có nhu cầu alo nha, 0886356707.
Alo. Đúng rồi anh. Nhân thể 5 anh.